đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến Chúa khen cha chí lạy. Xuân vinh quang, xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến Chúa khen cha chí lành.
ngày hội mộ đồng hương của chúng ta cũng có quyền cha và quyền thúc sĩ nam nữ cũng về tham dự của chúng ta hôm nay. Xin cảm ơn các và quý khách cùng ban đại diện hội đồng hương chính cả tại thành phố Hồ Chí Minh cũng về tham dự của chúng ta ngày hôm nay. Và có mặt trong ngày hội mộ này hơn 400 đại biểu của các gia đình đồng hương chính cả cùng về tham dự cùng cộng đoàn giáo dân ở Phật giáo xứ Quảng Tuần, Thạch Hà, Thạch Lý, Tiểu Phong về tham dự trong ngày hội đồng hương này. Xin mời cộng đoàn. Và giờ đây để bước vào chương trình ngày hội mộ đồng hương chính cả trước hết chúng con xin giới thiệu cha Văn Ngô Lê Đức Cao quản sự giáo xứ Quảng Tuần có đôi lời chào mừng người đến thức cha vị cha và vị khách. Chúng con xin kính mời. Thưa quý đức cha, thưa cô, thưa quý cha, những nghe quý sơ và các anh chị em, một niềm vui lớn cho giáo xứ Quảng Tuần chúng con trong năm Tân Bảo này khi mà chúng con chuẩn bị để mừng Ngọc Thánh 60 năm linh mục của cha Tuyên Xe Đổ Bá, 50 năm linh mục kim thánh của cha Sa Phô Bê Bùi Chung, thì chúng con rất ấm lòng được tất cả hội đồng hương sinh giá về tổ chức ngày hội mộ tại giáo xứ chúng con. Chúng con biết nói gì hơn chỉ xin cảm ơn tạ ơn Chúa, cảm ơn nhau và chúng con xin kính chúc đức cha, đức cha Thủy Sơn cùng quý vị trong sinh nhật của đồng hương sinh nhật của chúng ta một năm mới tràn đầy hồng ân để bảo